thủ dâm là một tật xấu mà thanh niên hay mắc phải. Thủ dâm thì nó sẽ gây ra cái hậu quả là làm rối loạn cái cung phản xạ, cho nên rằng là nó ảnh hưởng nhiều đến cái chuyện cương dương rồi xuất tinh sớm, chứ nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện hiếm muộn con cái hết. Cho nên theo tôi nghĩ rằng là bây giờ bạn đã có gia đình mà lại vẫn thủ dâm thì là vô lý quá, mà phải chấm dứt ngay cái tình trạng này. Không có thủ dâm, ta có thể ví như một cái hành động tự mình phá hoại cái cung phản xạ về đường tình dục của bản thân mình.